Em cái tên Squishy giấy. Ôi, có nhiều cái xinh quá. Xin chào. Này Oviki. Ô, Nam lốp trưởng. Này Oviki. Gì thế Nam lốp trưởng? Cậu có chuyện gì á? À, Rion có để quên cái này ở lớp Taekwondo này. Cái này là đồ chơi mềm dẻo à? À, Rion chẳng cần thân tẹo nào, lúc nào cũng để đồ linh tinh thôi nè. Thế mới nói. Ờ, nhưng mà cậu đưa cho nó trung tâm học võ cũng được mà, sao phải đến tận đây? Tôi muốn đến để gặp mà. Rion, tôi muốn đến gặp Orion. À, bây giờ Rion không có ở nhà. Thì thôi. Mà cậu đang làm gì thế? À, tớ vừa phát hiện ra cái cực kìa đáng yêu nên tớ định thử làm nó đấy. Cái đáng yêu á? Gì cơ? Em đen Squishy giấy này. Ồ, đáng yêu phết đấy nhở? Đáng yêu đúng không? Ngồi tô màu cái này cũng thấy cực kỳ thú vị đấy. Ồ, thú vị đấy. Bọn mình cùng làm nhé. Thích quá đi. Thích quá đi. Wow, mở bên trong này. Có bông này. Có kẻ đáng yêu quá. Có giấy này, có họa tiết và mình sẽ tô màu ở đây. Tớ thích cái này lắm ý. Nhiều cái đáng yêu đấy nhỉ. Có rất là nhiều cái họa tiết nhìn rất là đáng yêu đúng không? Tớ muốn tô cái này này. Thì thôi. Thế thì bọn mình làm như này đi. Cậu cắt cái này cho mình nhá. Còn đâu để mình tô màu nhé. Ok, nhất trí. Hay quá. Nào, cậu cắt cái này cho tớ đi. Các bạn ok nhớ nha. Phải luôn cẩn thận với kéo đấy. Khi cắt bằng kéo phải luôn cẩn thận nha. Mình bắt đầu tô màu nhé. Tô trái tim này bằng màu đỏ nào. Tiếp theo là đến màu vàng. Ước gì hồi gian dừng lại. Làm ơn đừng ai mà phá đám nha. Mình là Tóc Hải Nguyễn. Mình là Tóc Hải Nguyễn. Mình muốn trở thành ca sĩ. Mình sẽ trở thành idol nổi tiếng nhất thế giới. Hết. Sau này mình bị nghiệp bài hát này. Hết. Bằng con tim mình yêu quý chính mình thì đâu có gì là sai, hay là bạn đang ghen với mình thế? Thật ư, không thể hiểu được đâu chứ. Thật xin lỗi bởi vì mình thật là xinh. Thế nào? Bài này hãy đứng cao nghe thế 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 thế. Cho nên á, bọn mình sẽ thu âm nhóm hát 5 người bài này ở nhà Vicky. Thế nào? Ý tưởng hay đúng không? Mình phải đi thôi. Mình muốn trở thành ca sĩ. Mình sẽ trở thành idol nổi tiếng nhất thế giới. Vẽ màu là vẽ màu. Chuyện gì? Không. Sao? Cậu muốn nói điều gì mình? Không có gì. Cậu hãy nói thật đi nhá. Nói cái gì? Cậu ấy làm điều gì có lỗi với tớ đúng không? Không bao giờ có điều đó. Thấy nghi ngờ thế nhở? Thì tớ thấy thích. Gì? Thích cái Switch giấy này. Xin chào. Tóc hai ngoài á. À, đứa phá đám đã xuất hiện rồi. Nó đã đến đây. Hết. Nam lớp trưởng ở đây à? Mấy bạn khác đâu? Hết. Mấy bạn khác á? Tớ cũng không biết hôm nay không biết có đến không. Cậu hãy gọi các cậu ấy đến đi. Có chuyện gì? Thật xin lỗi bởi vì mình thật đáng yêu. Bọn mình ra bài này. À, cái bài dạo này cậu hay nghe ở trên TikTok đấy hả? Đúng rồi đấy, bài này rất được nhiều người thích đấy. Nhưng mà hai cậu đang làm gì thế hết? À, bọn tớ đang làm Squishy giấy. Hay lắm đấy nha. Hay lắm đấy. Thế tớ cũng làm vừa có được không? Được chứ, sao lại không? Cậu không định về nhà. Sao? À không. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng làm giấy Squid đi nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. Tên. Tớ vừa tô xong cái này. Bây giờ tớ sẽ cắt cái này nó ra. Cắt theo viền này là được đấy. Các bạn hãy cẩn thận khi dùng kéo nhá. Nhớ là cẩn thận đấy nha. Đấy, cứ cắt sao cho nó đẹp như thế này là được. Tên. Cắt xong rồi này.
Sau đó mình sẽ dán băng dính lại với nhau, ghép hai hình này lại nhá. Sau đó mình sẽ lấy băng dính để dán chúng lại với nhau này. Chân. Sau đấy mình dán cả mặt sau nữa. Tiếp theo mình sẽ cho bông này vào bên trong giấy vừa dán nhé. Mình sẽ nhét bông nào. Cuối cùng là dán băng dính phần còn lại là xong đấy. Lắp xong. Tên tên tên, Squishy đã xong, mềm quá. Wow, mình đã làm xong Squishy đáng yêu. Mình muốn gắn nó vào cái móc chìa khóa quá. Ừ, đáng yêu thế nhỉ. Tớ muốn làm cái kia. À, cái này tớ vừa gắt xong, cậu muốn làm không? Ủa, thật á, tớ thì thích quá hết. Thế thì mình xin phép sẽ làm họa tiết hình trái tim em gấu đáng yêu này. Trước tiên, mình sẽ cho mặt này úp xuống, lấy mặt này che lên. Sau đó, mình sẽ dùng băng dính. Tiếp theo, mình sẽ dùng cái băng dính để dính cả cái phần bên dưới này nữa. Tiếp theo, mình sẽ nhét bông vào. Mình lấy tầm này chắc là được đấy. Hết. Tiếp theo, sau khi mà nhét bông vào rồi thì mình sẽ dán băng dính lại. Hết. Yeah, Squishy trái tim đã xong. Đáng yêu quá đi mà bư. Wow, thế là Squishy hình trái tim con gấu đã làm xong. Ê, bọn mình làm nốt cái còn lại đi. Thích quá, thích quá, thích quá, thích quá đi. Nào nhét bông vào nào. Wow, chưa gì sợ đã thấy thích rồi. Đấy nào, dán băng dính để coi như là khóa lại tất cả nhá. Tô màu nào. Mình cũng sẽ dán băng dính ở phần trên đầu này nữa. Xong rồi, lấy một mẩu băng dính cuộn tròn nó lại như thế này. Rồi sau đó, mình sẽ dính nó lên đây. Dính nó lại, nó ra. Đấy, các bạn thấy chưa? Tên tên tên, thế là xong tất cả rồi này. Xong rồi kìa. Bây giờ bọn mình cùng chơi Squishy giấy nào. Trên tường có nhiều đồ chơi quá kìa. Tinh tinh tinh. Có điện thoại kìa. Alo ạ. Tập trung lại ngay ý ạ. Vâng, rõ rồi. Xuất phát thế nào. Nào, bánh mì Thái Lát. Xe buýt di chuyển thế nào. Vâng ạ. Anh bạn Unicom của mình đang ngủ này. Ôi, em mệt lắm đúng không? Em ngủ trên giường nhé. Nào, để chị sẽ đắp chăn cho em. Thế nào, em thấy ấm áp đúng không? Hết. Mặc dù là ban đêm, nhưng vẫn có cầu vồng. Tất nhiên là có cả các ngôi sao lấp lánh nữa. Ở phần này đã được vẽ sẵn rồi, thích quá nhờ. Đúng rồi, các bạn không cần phải in những mẫu hình thiết kế phức tạp đâu. Thương hiệu Omaviki cũng làm ra đồ chơi như này thì tốt biết mấy. Đúng thế, nếu mà có thì thích quá. Bạn Oki ơi, nếu mà các bạn thấy video hôm nay thú vị thì hãy ấn nút like cho bọn mình nhé. Thích quá, thích quá, thích quá đi. Nhấn nút like nào. Hay quá, hôm nay là một ngày vui. Làm script bằng giấy. Đây, thành công. Chỉ cho kỷ niệm xét xóa rộng. 바람처럼 어디